Welcome to In Focus. I'm your host, Thuy Phan. To some people, One Body Village may just be another charity organization, but to the girls of sexual trafficking that they help, One Body Village is salvation. Join me as we head to Toronto, Canada for a chance to learn more about this very important mission. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng bán con, mẹ ơi. Đời con chỉ có một cuộc đời âu thương. In just that one verse of this powerful song, it details exactly the plight of the children that One Body Village is trying to help. Zui Vo, an OBV supporter, drove 6 hours from Michigan to be a part of this awareness night and to lend a helping hand. First time I heard about One Body Village because Father Martino and I are friends on Facebook. So I get a lot of news and research on One Body Village website, onebodyvillage.org, and đọc về tìm hiểu. Mình chỉ nghe được giống như mấy cái câu chuyện mình đọc như vậy thôi. Nhưng mà actually when it touched me a lot when I go to the event in Chicago, where I actually see các em qua cái FaceTime mà anh Thông set up để mình có thể nói chuyện với các em qua cái đó. And then I listen to cái audio của One Body Village produce mấy cái audio về những cái câu chuyện chẳng hạn như mua chinh chẳng hạn như vậy á, mà mình nghe những cái câu chuyện thật như vậy, nghe những cái người đọc họ cho mình một cái picture nó actually real, you know, and nó làm cho mình rất là cảm động và mình rất là buồn, và mình muốn là mang một cái bàn tay, một tiếng nói cho One Body Village. This issue of child sex slavery is a complicated one. It is a billion-dollar industry and corruption runs rampant. That's why for the past several years, Father Martino has taken his mission to cities all across North America to help educate people on the issue. He, along with Christine Saw and several other supporters, have worked to spread the word. What I want to let them know is that cái tình trạng này nó xảy ra quá nhiều, và rất nhiều những cái em bé Việt Nam của chúng ta bị bán làm nô lệ tình dục. Một ngày các em phải tiếp từ trung bình 15 người như vậy. Mà mình thử nghĩ mình put ourselves in các em shoe mà mình là những em nhỏ như vậy mà mình bị mistreated như vậy thì quả là we are living in hell. Tuy là mình không One Body Village không có thể là stop the whole child sex slavery industry completely, nhưng mà mình có thể cứu các em. Một ngày mình cứu được một em như vậy là có thể đưa các em nó ra khỏi địa ngục của trần gian. Cái đó là một cái điều mình cảm thấy rất là hạnh phúc, mình cho các em có một sự cuộc sống mới. Kelly Hong Ming, who organized the first OBV Awareness Night in Toronto 2 years ago, says the turnout has been simply incredible. 2 năm trước, Hong Ming có mời cha qua, thì Ming mời cha trong cái cộng đồng giáo xứ Khái Thánh Thư Đạo Việt Nam, là trong cái giáo xứ của Hong Ming mà thôi. Thì năm nay Hong Ming gan hơn một chút là mời cha ra ngoài cộng đồng và muốn mời mọi người không phân biệt tôn giáo để đến tham dự. Niềm vui của mình rất hôm nay và rất ngạc nhiên là hơn 300 người đã đến, và trong đó có hai thầy bên Phật giáo đã đến tham dự. Hồng Miên đi mời hai thầy chủ nhật tuần trước và cũng rất hồi hộp, và không biết thầy có đến hay không, nhưng mà khi mà thầy xuất hiện, Hồng Miên rất là hạnh phúc trong lòng và tạ ơn Chúa. Tại vì cái hình ảnh của một linh mục và hai thầy đứng trong một cái hội trường vì một cái đề tài là buôn bán trẻ em Việt Nam trong nô lệ tình dục, thì nó tạo lên một cái hình ảnh rất đẹp. Nó nói cho chúng ta thấy là một cái sự đoàn kết, không phân biệt tôn giáo, cái tệ nạn mà nó affect nguyên cả một cái dân tộc. Thì hôm nay Hồng Miên thật sự rất rất vui. Riêng Hồng Miên nói riêng và mọi người thiện nguyện viên nói chung, và rất là vui mừng cho OBV đã được Toronto rất là hưởng ứng và rất là ủng hộ. Thì Hồng Miên xin rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến. Nếu không có quý vị thì cái buổi hôm nay không thành công được như vậy. Thì thật ra về cái vụ mà trẻ em như thế này đó, thì cô cũng có nghe một đôi lần. Nhưng mà phải nói thật là ngày hôm nay đó là nghe rất được rõ ràng. Tại vì hồi trước giờ là mình chỉ nghe, mình thí dụ như là xem cha thông ở trên TV hay
hay là nghe qua radio. Nhưng mà bữa nay thì được cha Thông đứng trực tiếp nói, mà cha kể rất là rõ ràng những chi tiết, rồi lại cho coi những cái hình ảnh các em ở bên Việt Nam này kia online nói chuyện với các em, rồi các em nó hát cho mình nghe nữa. Thì phải nói thật sự là thấy là rất là tội nghiệp cho các em. Thì trước đây nghe cũng đã thấy thương các em rồi, bữa nay nó rất là phải nói là xúc động, rất là sâu sắc ở trong lòng về câu chuyện này. Các em như vậy đó, mình tưởng tượng những đứa con nó như là con cháu của mình thì mình thấy đau lòng lắm. Thì thật ra mà cha Thông mà giúp được cái này, rồi thêm những người mà tiếp tay cho cha Thông giúp nữa thì cuộc sống các em nó sẽ đỡ hơn, mình cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng được một chút. We got a chance to see him in Wichita and again in Toronto, and though the message is still and always the same, the progress is not. In less than 1 year, OVV has opened up 2 new homes in Cambodia and Vietnam to help rehabilitate and rescue these victims of sexual trafficking. Mình quen cha được cũng gần 3 năm rồi. Thì lần đầu tiên gặp cha là ở Việt Nam, thì Miên về Miên làm từ thiện ở bển. Thì biết cha ở Việt Nam thì một người bạn của Miên đi chung với Miên liên lạc với cha, rồi cuối cùng anh ta đã gặp được cha. Thì hay ba cha con hẹn nhau ra gặp mặt thì nói chuyện với nhau và từ đó quen luôn. Thì một năm sau khi mà Hồng Miên về đây thì Hồng Miên đã làm một cái buổi Awareness Night cho cha ở giáo xứ Cát Tánh Thượng Đạo Việt Nam, Toronto. Thì cách 2 năm sau là ngày hôm nay thì Hồng Miên đã làm một cái buổi, Hồng Miên và mọi người thiện nguyện viên và ban tổ chức đã làm thêm một buổi nữa, và hôm nay rất là vui vẻ, là rất là đông người đã đến. Ngoài sự dữ liệu của Miên thì mình mong rằng là những người đến đây hôm nay có thể mang về một cái chút gì đó để mà họ có thể trở thành một tiếng nói, người góp công, kẻ góp của, có thể trở thành một cái bàn tay để giúp cha hoàn thành sứ mạng của cha và đem đến những cái niềm an ủi và giúp đỡ mấy em. Tôi là Thích Minh Giác, chùa Xá Lợi, Toronto. Hôm nay tôi có cảm giác rằng cha Thông là một người đã mạnh dạn và dám chấp nhận mình là một người Việt ở trên cái xứ Bắc Mỹ này, và cũng đã bỏ hết công sức để mà phục vụ cho người đồng bào Việt Nam gặp những cái cảnh khó khăn nhất. Thật là hoan nghênh cha đã hy sinh một cuộc đời để phục vụ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. During his lecture, Father Martino skyped in to the children of One Body Village in Vietnam to show the audience there is a face to this tragedy, and their reaction is telling. Con tên là Tùy, con 17 tuổi, quê ở Tây Ninh. Con tên là Giang, con 15 tuổi, nhà con ở Bình Dương. Con tên là Hồng, con 18 tuổi, nhà con ở Tây Ninh. Chúng con xin hát một bài kính tặng vốn là các cô chú, bài hát mang tên Con Được Yêu Thương. All you have to do is imagine yourself or someone you love enduring what these children have, and even in that moment of imagination, it is too horrible to truly comprehend that this has been their reality. Because of that, they truly and desperately need our help. Because my children are in the age group, so con em 10 tuổi, đứa 8 tuổi. To hear about this, it's terrible. Like the imagination is just terrible. I don't want to hear about it. Tới dự cái buổi hôm nay của cha Thông tổ chức thì nói về nô lệ tình dục ở bên Campuchia thì tôi thấy rất là cảm động. Cha xông pha mà cha đi tới những cái chỗ địa điểm mà quá là sức không tưởng tượng được, cái các trẻ em bị nô lệ tình dục. Cha đưa từng cái hình lên chúng tôi, từ đàn ông cho tới quý bà, cho tới quý cô, quý em đều chảy nước mắt. Chính bản thân tôi cũng chảy nước mắt. Thành ra tôi rất là bữa hôm nay tôi dự cái buổi tiệc của cha Thông, mà cái cảm xúc của tôi là làm một cái gì đó để phụ giúp, làm một món nhỏ thôi để dự tham dự với cha, chia sẻ để mà phụ cha và rủ bạn bè cùng chúng tôi để mà hợp tác với cha.
cha một phần nào đó, thì cái ước mong tôi như vậy. Và tôi thấy cái không khí hôm nay là quý vị tới dự đây ai cũng đều biết được cái sự thật mà cha trình bày, cho ai cũng đều cảm động và ủng hộ tiền rất nhiều. Chính bản thân tôi ôm cái thùng tiền mà để đi xin người ta đồng lòng ta cho nhiều lắm, thì tôi thấy như vậy tôi cũng cũng vui được là mình làm được cái gì phụ với cha lúc nào hay lúc đó. Tôi ước mong một ngày nào đó tôi sẽ gặp cha ở bên Việt Nam để mà cùng theo cha cái đoàn bạn bè tôi rủ để mà đi qua tận mắt thấy những cái sự thật đó, để mà về mà kêu bạn bè đóng góp mà giúp đỡ cha để có cái quỹ để mà nuôi các em. Những người mà cha cứu là những em gái Việt Nam bị bán những nơi khác để làm nô lệ tình dục. Riêng Hồng Miên đây cũng là một người phụ nữ, thì khi mà hiểu thêm và biết những em gái, chị em, bạn gái mình mà rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, có những em trẻ từ 6 tuổi, thì Hồng Miên cũng có một bé cháu ở nhà, thì thấy bé vui chơi cái lứa tuổi 6 tuổi, bé hồn nhiên, bé hoạt bát, bé được đi học, trong khi những em gái Việt Nam phải bị bán rồi làm những việc mà nó against human rights, nó against everything, and morally, physically. So cái đó nó làm cho Hồng Miên rất là chịu không nổi. Hồng Miên phải làm gì đó, chứ nếu mà Hồng Miên không làm gì thì sau này Hồng Miên sẽ rất là ghét bản thân mình. Tại vì mình có cơ hội để mình giúp cho người ta mà mình không giúp thì mình cảm thấy rất là hổ thẹn là một người được ở nước tự do này. Cho nên Miên cũng hy vọng rằng những bạn trẻ, những quý vị có thể cảm thông được cái đau khổ đó, cái xót thương đó với các em bất hạnh ở Việt Nam, và đóng góp một bàn tay trở thành một tiếng nói để hy vọng một ngày nào đó sẽ không còn mấy em nhỏ, phụ nữ, bạn gái chúng ta bị bán làm nô lệ tình dục. Coming up after the break, more facts on the situation that is now an epidemic. You definitely don't want to miss it. Stay with us.